Những năm gần đây, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lâm Hà có nhiều diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông và vi phạm luật giao thông đường bộ đã có chiều hướng giảm dần cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế sự gia tăng về tai nạn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Công an huyện Lâm Hà đã chủ động xây dựng nhiều phương án, kế hoạch cụ thể. Để đạt hiệu quả, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục luật giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành khi tham gia giao thông. Chúng tôi cũng xác định là cái thanh thiếu niên là cái đối tượng chính trong cái việc tuyên truyền về luật giao thông đường bộ. Thì chúng tôi thì cố gắng phối hợp với các trường học cũng như là các cái điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện để là tuyên truyền đến học sinh, rồi các cái tín đồ tôn giáo, đặc biệt là cái số thanh thiếu niên là về chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đặc biệt là cho cam kết để thực hiện tốt trong cái việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Ngay từ đầu năm 2016, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà đã tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt địa bàn, nhất là các điểm đen về tai nạn giao thông và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định luật giao thông đường bộ. 6 tháng đầu năm 2016, Công an huyện Lâm Hà đã xử lý vi phạm hơn 1.350 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, gần 165 trường hợp không có giấy phép lái xe, 85 trường hợp chở hàng quá tải trọng quy định. Đặc biệt có 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 725 trường hợp vi phạm tốc độ. Đến tuyến đường tỉnh lộ 725 cũng đã được hoàn thiện và các cái lượng khách du lịch từ theo cái hướng Sài Gòn mà đi xe mô tô là đi từ theo cái hướng từ trong Duy Linh băng về Lâm Hà xong mới về Đà Lạt thì cũng đã đi trên tuyến đường ấy, thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch là bố trí lực lượng, phân công lực lượng tham gia tuần tra để mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Về thứ hai nữa, chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuần tra và là bố trí lực lượng cảnh sát giao thông là ứng trực ở trên địa bàn là ba cụm dân cư. Là cái công tác này thì chúng tôi đã triển khai từ đầu năm đến giờ thì cũng đã vẫn tiếp tục là duy trì. Và thứ hai nữa là huy động lực lượng, lại xây tham mưu cho lãnh đạo là xây dựng cái kế hoạch là huy động lực lượng công an xã tham gia kết hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông. Thì cái lực lượng cảnh sát giao thông thì ở ứng trực trên ba cụm địa bàn thì cùng đấy thì kết hợp với lực lượng công an xã để mà tham gia tiến hành trật tự an toàn giao thông. Song song đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lâm Hà đã lập biên bản trên 3.360 trường hợp, qua đó xử lý hơn 2.910 xe mô tô, ô tô tải và 13 xe ô tô khách. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 tháng 12 trường hợp, 2 tháng 13 trường hợp. Thông qua công tác tuần tra xử lý vi phạm cảnh sát giao thông huyện Lâm Hà đã tạm giữ 236 phương tiện, gồm 234 xe mô tô, 2 ô tô các loại, thu nộp kho bạc nhà nước gần 1 tỷ đồng. Khi tham gia giao thông thì điều trên hết là phải đúng tốc độ của một người lái xe cơ giới đường bộ. Và phải thắt gian đoạn. Đối với công dân thì hiện pháp của nhà nước đối với giao thông có là rất tốt. Và đối với người phải học là giao thông đàng hoàng, mình học những cái gì ấy, thì mình học đúng luật, mình đi theo đúng luật. Còn những một số người đi mà khi học mà đi không đúng luật thì đó là mình sai về luật pháp nhà nước. Nên đối với nhân dân nên phải chấp hành tốt về công tác giao thông là để bảo vệ cho bản thân mình và tất cả cho mọi người. Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là trong những tháng cuối năm 2016, Công an huyện Lâm Hà tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là thời điểm ban đêm, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mà để đảm bảo trật tự giao thông thì về mặt thì phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhưng mà về thực tế thì nói chung là trong cái thời gian vừa qua thì nói chung là các cấp các ngành thì cũng quan tâm đến cái việc này, nhưng mà về mặt mà chủ lực thì đối với cái lực lượng công an nói chung là cũng phải đi là lúc nào cũng là công tác đi đầu trong cái công tác đảm bảo trật tự giao thông. Thì về phía lực lượng công an chúng tôi thì được mà chủ trì mà chủ công là lực lượng cảnh sát giao thông, thì chúng tôi cũng đã xác định được cái mục tiêu của mình là người đi đầu tiên phong trong cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì chúng tôi cũng đã chủ động để xây dựng các kế hoạch, các biện pháp để mà thực hiện các cái công tác mà để cho đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
sự nỗ lực trong giữ gìn tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lâm Hà đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật an toàn giao thông của lực lượng chức năng, thì cũng cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Qua đó mới tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân khi tham gia giao thông và góp phần giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến thăm kiểm tra các điểm thi nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và động viên tinh thần của những cán bộ tham gia các công tác liên quan đến kỳ thi.